chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ha. Okay, ngày hôm nay bên vườn của chị Ngọc Lan tiếp tục giao lưu với mình một số cái mai ha cô chú anh chị, và đặc biệt cái lô này thì giá rất là yêu thương, dễ chơi ha cô chú anh chị, cho cô chú mình sưu tầm giống nha. Rồi em chào chị ha. Rồi em chào chị nha. Em cũng chào cô chú anh chị hết mấy vàng. Hôm nay em vẫn tiếp tục tôi là kênh giao lưu của chú anh chị mình một lô xảo dảo như ý ha. Rồi nhị ngọc toàn, rồi siêu bông mình lợi hàng xã ha cô chú anh chị mình. Rồi. Và mã số hôm nay là mã số đầu tiên, mã số 22T ha. Vẫn là cái dảo như ý ha cô chú anh chị mình. Rồi. Đây có rớt hai nhánh cầm chừa lại cho cô chú anh chị mình ghép ha. Hoành 20. Cao được 59. Tá ngang được 53. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450.000 ha. Dạ rồi ha cô chú anh chị mình. Thì cô chú mình coi clip á, mình xem kỹ kỹ giùm em nha cô chú anh chị ha, để mình nhận cây nha. Rồi mã tiếp theo ạ, 23T. Là một cái nhị ngọc toàn ha. Dạ, nhị ngọc toàn cô chú mình. Thơm đùng liền. Cái lô này thì củ đế nó đơn giản thôi cô chú ơi. Nên giá nó cũng mềm cho mình ha, sưu tầm giống nha. Hoành 19. Cao 51, ngang 53, rồi giá cũng vẫn 450.000 ha. Dạ, 450 cho em này nha cô chú ơi, bao ship luôn ạ. Tiếp theo ha, 24T. Vẫn là siêu bông bình lợn. Rồi. Bo dược ghê. Khỏe cây á cô chú. Hoành 21,5. Cao 57, ngang 65. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 400.000 ha. Dạ rồi, 400.000 cho cô chú ha. Rồi, mã số tiếp theo cả nhà ơi. 20 mấy rồi? Nãy 24 rồi vậy. Đó mấy tay ha. 25T. Rồi, 25T. Vẫn là nhị ngọc toàn ha cô chú anh chị mình. Dạ. Cái này là ghép ha cô chú nè, mắt ghép ha. Vẫn có bo luôn ha. Dạ rồi. Hoành đến này 22 ha. Cao 66. Ngang 59 thì rồi giá 400.000 luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi 400.000 cô chú. Tiếp theo ha. 26T. 26T. Vẫn là siêu ủa dảo như ý, quên. Chúng mình là dảo như ý nha. Hoành 18. Dạ. Cao 50. Ngang 50, 350.000 thôi cô chú anh chị mình. Dạ, 350 cô chú mình. Tại má này còn mấy cây má như hết luôn ha. Dạ. 27 cái nha. 27T cũng vẫn là dở như ý thôi cô chú anh chị mình. Dạ. Này về lấy bo nhiều dữ lắm luôn á cô chú mình. Có 1, 2 tàu gừng nhỏ nhỏ em lãi đây cô chú anh chị mình tách em nữa. Tại em chừa gút nước cây chứ không phải là tàu gừng thôi cô chú anh chị mình. Hoành 19. Cao 53, ngang 65. Rồi cây này em vẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450.000 ha. Dạ 450 thôi cô chú ơi. Giá này là giá bèo dữ lắm ha. Cái này là bo không nè cô chú ha. Đó. Rồi, 450 thôi nhà mình ơi, cây này là giá rẻ luôn rồi. Rồi, 28 luôn, 28T. Dạ, như ý luôn. Dạ như ý, cây này sùm luôn, tàn nhánh nè. Cây này phôi cũng bự thôi cô chú anh chị mình. Như có 1 2 chục gừng nhỏ vậy nè ha cô chú anh chị mình chứ. Nè, nó nằm ở thân nè cô chú ha. Mình có mắt bo. Tại vì cây mạnh thì phải lên từ gừng hoài vậy ha. Dạ rồi. Hoành 23. Cao 72. Ngang 63. Rồi 450.000 thôi cô chú anh chị mình. Dạ 450 cô chú ơi. Quá trời rẻ luôn. Rồi, mã tiếp theo của chú. Ôi trời trời, khoan. Rồi mẹ ơi. Hết pin hay gì? Hết pin. Sao tôi hết pin hoài ạ? Bỏ vỏ nhà không mất ngửa ra chịu đó. Đi ạ. Ừ. Dạ rồi cô chú mình ha, mã số tiếp theo luôn ạ. 29T là nhị ngọc toàn. Cây này phôi đơn giản thôi cô chú ha, nên giá nó cũng mềm cho cô chú mình sưu tầm giống nha. Hoành 19. Cao 62, ngang 60, rồi 350.000 thôi cô chú anh chị mình. Dạ, 350 thôi cô chú mình. Giá này là giá bao ship tới nhà ha. Dạ. Mã số tiếp theo luôn. 30T, nhị ngọc toàn luôn. Ngọc toàn này, cây này quá trời cái tàn ha cô chú anh chị mình ơi. Có nhìn nó có tật rừng nào có mấy tật nhỏ nhỏ là con trong mình mẹ nè, trong mình mẹ nó ra ha. Tại vì phôi mạnh buộc phải lên là chứ không lên được. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi nè, xong rồi đó. Cây này như cô chú anh chị nào lấy thì em cũng dẫn vô dây sẵn cho cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi. Hoành 24. Cao 70.
ngang 65, rồi giá cũng lẫn là 450 ngàn hết cô chú anh chị mình. Dạ rồi, giá rất là yêu thương của chúng mình. Tiếp theo luôn 31T vẫn là nhị ngọc toàn luôn cô chú anh chị mình. Cái này bo là quá trời cho cô chú mình luôn ha. Có mấy cái tược rừng bên đây nè, mấy tược con hay là tược mình 20 nhỏ, cao 57, ngang 69, rồi vẫn là 450 ngàn hết cô chú anh chị mình. Dạ rồi, nhị ngọc toàn cả nhà. Dạ rồi, tiếp theo hả cô chú? 32T cũng vẫn là siêu bao. Ồ, giỏ nhĩ nha. Như ý cô chú mình đây. Quen miệng. Hoành 20, cao 62, ngang 60. Rồi cây này giá là 400 ngàn thôi ha. Dạ, 400 cho em này cô chú ơi. Bao ship nơi cho cô chú mình luôn ạ. 33T cả nha. Cây này ghép được có 5 bo hả cô chú anh chị mình. Rồi. Cũng vẫn là giỏ nhĩ luôn. Dạ, bo rồi cô chú. Hoành 22, cao 76, 67, ngang 57, rồi giá cũng vẫn là 400 ngàn ha. Dạ rồi. Chúc tiếp theo luôn nè. 34T. Này à, siêu nổ hay siêu bông? Siêu bông Sài Gòn. Sài Gòn. Hoành nó còn gọn. Cái này rất là già mùa hả của chú anh chị mình. Hoành 14, cao 64, ngang 64, rồi giá là 350 ngàn ha. Rồi, 350 bao ship cho em này cô chú. Theo luôn 35T vẫn là siêu bông luôn, siêu gọn. Hoành 11,5, cao 62, ngang 60, rồi giá 300 ha. Dạ, 300 ngàn cô chú ơi, giá quá trời rẻ luôn nè. Rồi ha, 36T. 36T luôn. Bình lợi ha. Cho mình lợi lắm. Hoành 19. Rồi. Cao 75. Ngang 55. Rồi cây này giá cũng vẫn là 350 ha. Rồi, 350 bao ship cả nha. Tiếp theo luôn ạ, 37T. Vẫn là giỏ nhĩ nha. Hoành 23. Cao là 68. Ngang 38, rồi giá là 300 ngàn ha. Rồi, 300 ngàn thôi cả nhà ơi. 38T á cả nhà. 38T, một cây giỏ siêu nụ hơn cô chú anh chị mà. Dạ rồi. Hoành 15, cao 70, ngang 57. Rồi cây này giá là 350 ngàn hơn cô chú anh chị mình. Dạ rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip em ngày hôm nay nha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và chọn được cây mai ưng ý ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Dạ rồi, em chào cô chú nha. Và em hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em luôn ạ. À.